các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Sơn nha. Hôm nay thì chúng tôi lại tiếp tục khui thùng một chiếc Anobi model 30S cho anh khách hàng ở xa. Thì các bạn có thể thấy được Anobi là một trong những cái thương hiệu mà chúng tôi dồn rất là nhiều tâm huyết vào để phát triển dòng sản phẩm này, với cái phương châm là muốn khách hàng có thể tiếp cận được những dòng sản phẩm chất lượng tốt mà có mức giá cực kỳ hợp lý. Thì Anobi 30S hiện tại đang có mức giá là 9,5 triệu. Và đây là dòng máy một pha áp khá là cao, 153, thì các bạn sử dụng thoải mái gia đình hoặc là sử dụng nhiều xe chuyên nghiệp cũng thoải mái rồi. Đấy, các bạn có thể thấy được khi mình tháo ra máy thì nó sẽ như thế này. Đây là máy Anobi 30S. Một số bác thì cứ thích cái kiểu mà lấy những cái đầu áp lực cao xong tự ráp vào những cái motor Việt Nam, thực sự các bạn luôn. Các bác cứ nghĩ rằng hàng dựng như vậy là khỏe, nhưng thực ra nó không phải. Bởi vì sao? Bởi vì đối với những cái hàng nhà máy hay Trung Quốc mình đặt như thế này rồi ấy, thì người ta đã là nhà máy, là người ta đã có dây chuyền công nghệ, có những cái phòng test rồi kiểm định rõ ràng trước khi xuất xưởng. Những cái nhà máy lớn chứ không phải là những cái cửa hàng nhỏ hoặc là những cái phân xưởng nhỏ. Nên là khi mà chất lượng họ đưa ra thị trường bao giờ cũng sẽ tối ưu nhất. Với cả các bạn thử tưởng tượng xem, khi mà một cái sản phẩm nó ráp lên như thế này đúng không, thì tất cả các cái linh kiện thì bên nhà máy người ta mua số lượng rất là nhiều, người ta đặt gia công ví dụ như hàng trăm hàng nghìn cái khung, rồi hàng trăm hàng nghìn cái motor, hàng nghìn cái đầu xịt áp, thì người ta mua sẽ có cái giá tốt hơn. Và khi người ta đã lắp ráp xong thành phẩm xong thì bao giờ thứ nhất là đạt tiêu chí về hình dáng, kiểu dáng thương mại, thứ hai nữa là đạt tiêu chí về cái chất lượng và sự đồng bộ của nó. Nên là nhiều bác thích cái kiểu mà ví dụ như nhập riêng cái đầu xịt này về xong là lắp vào một cái motor Việt Nam mình, thực ra thế không phải chất lượng tốt hay không của một cái máy này, này chủ yếu hàng Trung Quốc của đồng bộ ấy, chủ yếu phụ thuộc vào đơn vị nhập khẩu. Tức là ví dụ như Điện Máy Minh Sơn chúng tôi nhập khẩu cái mẫu này về, chúng tôi yêu cầu họ làm chất lượng tốt. Ví dụ như là cái vỏ gỗ này là mình phải yêu cầu này, nếu không yêu cầu thì người ta chỉ đưa cho mình vỏ giấy thôi, bên nhà máy họ chỉ đưa vỏ giấy thôi để cái chi phí rẻ hơn mà. Đấy, mình bảo là thôi lắp lên vỏ gỗ để cho việc vận chuyển được an toàn hơn, đắp lên cũng ok. Đấy, thì là mình yêu cầu này, dây chẳng hạn, mình phải yêu cầu là tôi chọn loại dây này, tôi thích loại dây này. Đó, khi mà bên nhà máy họ sẽ đưa cho mình một cái cấu hình basic của họ, tức là một cấu hình cơ bản nhất của họ, sau đó họ đưa ra một mức giá tương đương với cái cấu hình đó. Và việc của nhà nhập khẩu là gì? Nghiên cứu những cái đặc điểm nào phù hợp với cả thị trường mình, phù hợp với cả thị hiếu của người tiêu dùng mình, thì bắt đầu mình thay đổi để có mức giá cân đối hợp lý nhất tùy theo chiến lược của từng công ty nhé các bạn nhé. Ví dụ như bên mình bao giờ cũng maximum, cứ cái gì tốt nhất lắp lên cho khách với cái mức giá mình mong muốn, ở mức giá như này là hợp lý rồi. Đó, bởi vì đơn vị Điện Máy Minh Sơn tôi tiếp xúc với rất là nhiều dòng máy, máy Nhật có, máy Tàu có, nên là mình biết được những cái nào cần thiết, những cái nào không để tối ưu nhất. Đây, nói rộng nói dài đấy các bạn thấy 9,5 triệu đố các bạn tìm được phân khúc nào chất lượng tốt hơn đấy. Đấy, thông số của nó áp là 153 nhé, lưu lượng 18 lít, 3 kW, 220V. Dòng này thì có 4 bếp đi theo đấy, các bạn thấy luôn nhé, phụ kiện đi theo của nó cũng đã đầy đủ rồi này. Lọc rác thì là lọc rác 2 tầng này, đây này, lọc rác 2 tầng, sao là lọc qua cái lớp này xong rồi lọc lên cốc lọc, rồi là dây chống gập, rồi dây rửa, còn ngoài ra có những cái bộ phụ kiện khớp nối, cút nối. Nói chung là với mức giá 9,5 triệu mà các bạn bây giờ mua một cái dòng máy cao áp, tức là chỉ có những đơn vị nhập khẩu trực tiếp như bên mình thì có thể bán được mức giá như này thôi. Rồi mình đưa ra thị trường mức giá như này cực kỳ hợp lý. Hybrid xưa, phụ như các bạn muốn mua những cái bộ máy Nhật bên mình ráp thì nó lại ở cái đẳng cấp khác, cái mức giá nó cao hẳn. Vì sao? Bởi vì đầu Nhật nó đã rất đắt này, một cái đầu Nhật đắt gấp mấy lần bộ máy này luôn. Ví dụ như các bạn tìm hiểu những cái đầu Arimitsu OK 508, 511 giá tại Nhật nó rơi vào tầm 30-40 triệu, hơn 30 triệu. Thực sự luôn, nhìn giá sốc, nó là piston sứ, công nghệ của nó rồi là xi lanh đồng đặc, thân cực dày, rồi là người Nhật người ta làm rất là chỉnh chu, do đó thì người ta tính cái phần lợi nhuận người ta, tức là người ta có lời người ta mới làm, không như Trung Quốc, không như Trung Quốc hay chạy về giá chẳng hạn. Nhật họ làm nó lại có một nguyên tắc nó khác. Giờ Nhật mà yêu cầu mà thay đổi các chi tiết của họ khoai phết đấy các bạn ạ. Khách hàng phải đủ tầm đủ lớn, còn Trung Quốc là rất là dễ. Và đấy các bạn thấy không, một cái máy Anobi 30S cấu hình như này, khung chuyền như này,
nguyên bộ đẹp như này, 9,5 triệu, giá này quá hợp lý rồi. Và đây là bộ cuối cùng của cái lô này, sau cái lô này mình về một lô mới, lô này là hết rồi. Đấy các bạn thấy ngay cả những cái điều khiển này mình cũng có chọn lựa điều khiển điện tử, hai chế độ manual và automatic. Các bạn nhấc súng phát rồi ngắt luôn, hoặc là các bạn để cho nó chạy chờ bao nhiêu giây bắt đầu mới ngắt để giúp cho cái việc mà motor nó không bị tắt bật liên tục. Đấy qua rồi, anh em chuẩn bị xem máy app như này lên video để cho khách hàng xem biết trước khi nhận hàng thì hoàn toàn yên tâm được. Sử dụng đất xanh này. Đất đỏ là bếp phá đấy em ạ. Đúng bếp vàng thôi. Cắt đi. Các bạn thấy 50 lít một phút thôi mà hết rồi. Bởi vì mình cũng sử dụng có 2 xô nước thôi. Cái súng theo máy là súng này nhá các bạn nhá. Súng này này. Đấy, chứ không phải là súng dài như này, súng dài này súng của mình. Nếu các bạn muốn sử dụng súng dài như này lại phải thêm mất mấy trăm nghìn tiền súng nữa. Sử dụng súng như kia ok rồi. Rồi nếu mà các bạn muốn sử dụng súng dài thì có thể liên hệ điện máy Anh Sơn thì vẫn yêu cầu các bạn phụ trách rồi các bạn support cho các bạn thì thay đổi nhá. Lại bù thêm tiền thôi, đơn giản mà. Rồi 9,5 triệu cho một chiếc Anovi 30S. Đây là giá tại thời điểm hiện tại thôi. Còn năm nay thì thật sự với quý vị các bạn luôn là giá cả các thứ nó biến động cực kỳ nhiều. Cước phí vận chuyển tăng này, chi phí nhân công tăng, chi phí nguyên vật liệu tăng này. Rồi tất cả các thứ đều tăng. Xăng tăng, dầu tăng. Nên là những cái thời điểm giá như thế này là rất là hợp lý để các bạn có thể chốt nhanh rồi. Nhưng mà các bạn chần chừ càng về sau theo mình nghĩ thì hiện tại như năm nay hậu Covid như này thì giá càng ngày càng cao. Biết rằng là người tiêu dùng thì năm nay càng ngày càng khó khăn, nhưng mà mình cũng không tránh được cái quy luật chuỗi cung cầu. Mình bên mình cũng phải phụ thuộc vào, cố gắng hạn chế tối đa, đàm phán một cách tối ưu đối với bên nhà máy để làm sao có mức giá tốt nhất cho quý vị các bạn tiếp cận. Rồi một lần nữa thì cảm ơn, nhớ đăng ký like, subscribe kênh nhé. Và chuông thông báo liên tục cập nhật những video mới nhất của điện máy Bình Sơn. Rồi cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn những video sau.